Xin chào các bạn nha. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đổi mã pin Agribank trên điện thoại. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành hướng dẫn cho các bạn luôn. Bước đầu tiên á thì các bạn vào cho mình cái ứng dụng Agribank nha. Rồi sau đó các bạn bấm vào đăng nhập. Rồi bước này các bạn nhập mật khẩu hoặc là xác nhận Face ID nha. Rồi khi các bạn đã đăng nhập vào rồi, bước tiếp theo các bạn bấm vào cái mục là dịch vụ thẻ này nha. Rồi sau đó các bạn bấm vào cái mục cấp đổi mã pin. Rồi sau đó các bạn bấm vào cái mục đây. Rồi bước này các bạn nhập mã pin mới. Rồi sau đó các bạn nhập lại mã pin mới nha. Rồi các bạn bấm vào tiếp tục. Rồi thì sau khi mình đã nhập mã pin mới và nhập lại mã pin mới rồi á, bước tiếp theo mình bấm vào tiếp tục nè. Nhập mã pin shop OTP. Rồi bước này các bạn nhập mã pin shop OTP của các bạn vào nha. Rồi sau đó các bạn bấm vào xác thực. Cấp đổi mã pin thành công. Vậy là vừa rồi mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn cách đổi mã pin Agribank trên điện thoại. Cái mã pin đây chính là cái mã pin các bạn dùng để rút tiền nha. Rồi video của mình cũng dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem. Bạn nào thấy video của mình hay và hữu ích thì cho mình một like và một đăng ký kênh nhé. Bye bye.